Hello anh em, hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái mẫu này ha. Đó, mới nhìn vô là thấy là rối não rồi đó. Mà nói chung công nhận vẽ cái này là mệt thiệt. Nhưng đều mình đã làm nghề này, khách nó yêu cầu rồi thì mình cũng chơi ha. Đó. Thì cái cách thức vẽ nó cũng đơn giản thôi ha. Anh em cứ tiếp tục xem video ha. Đó, đầu tiên mình sẽ chuẩn bị những cái màu mà nó giống trong hình nhất ha. Những màu thích hợp cho mình sẽ tiến hành vẽ nha. Đó, mình sẽ nối từ từ. Đó, các bạn cứ để ý cái cách thức mình vẽ ha. Đó, cái điểm bắt đầu như thế nào. Thì những cái mẫu như thế này nó cũng không quá gì là khó đâu. Nó chỉ mất thời gian rất là mệt. Cái thời gian vẽ một bộ này là tầm khoảng 40 phút. Đó, rất là nhụt não nha. Đó, 3-40 phút đó, tầm khoảng là 30 cho tới 35 phút để vẽ hai bàn tay, rất là mệt mỏi. Nhưng đều khi mà khách nó đã yêu cầu rồi thì mình cũng phải làm đúng không? Thì mình phải nói trước cho khách biết là cái giá tiền như thế nào ha. Thì nếu mà mình vẽ tầm 35 phút thì mình buộc phải lấy tệ nhất là phải 40 đồng đúng không? Tại vì vẽ quá mệt đó. Thì nói chung nếu khách thích thì mình vẫn chơi đó, nhưng điều mình phải điều được cái giá của nó trước đúng không? Đó thì mình sẽ làm thôi. Đó, giống cái bộ này mặc dù nó nhìn nó không có đã đúng, không có gì mà hóa hoa, nhưng điều nó vẽ rất là mệt nên mình sẽ lấy giá rất là cao, nên khách chịu trả tiền thì mình cũng chơi đúng không? Đó thì đầu tiên mình sẽ chọn một cái màu ha, cái màu xanh này trước, thì mình sẽ vẽ hết 10 ngón cái màu xanh này ha. Đó, cứ một một màu là mình vẽ cho hết tất cả các ngón luôn, xong mình cho hơi đen. Đó thì cái cách thức vẽ cái này thì nó cũng không có gì khó ha. Nếu mà mình biết cái điểm bắt đầu thì nó rất là đơn giản đúng không? Đó thì mình sẽ vẽ những cái đường line đó, giống như trong hình, thì có khách này đem hình tới thì mình làm thôi. Đó, mình sẽ vẽ một cái đường theo trong hình thôi ha. Đó. Thì anh em nào mà chưa subscribe channel thì có thể click vào cái nút subscribe bên dưới ha. Mà nó có thêm cái chuông thì anh em nhấn vào cái chuông, thì mỗi lần mình ra video mới thì YouTube nó sẽ thông báo cho anh em biết ha. Và anh em này video mình chia sẻ bổ ích thì cũng xin cho mình một like ha. Đó, một like đối với anh em rất là nhẹ nhàng đúng không? Click một cái chuột thôi. Đó, lấy cái tay thọc một phát thôi. Đó, nó không có gì khó khăn hết á. Anh em không có mất sức nhiều, nhưng điều nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cái channel của mình ha. Và thực sự thì mình cố gắng ha, mình cố gắng cứ vẽ đấy nha. Đó, nói chung là cũng cũng đơn giản thôi, anh em cứ tiếp tục xem để ý. Đó. Thì sau khi mà mình vẽ xong cái màu xanh này rồi, mình sẽ tiếp tục vẽ màu blue ha. Mình chỉ biết đồ màu blue này đầy cái khúc này thôi, nó không có gì mà khó khăn hết ha. Tại vì đây là lần đầu mình vẽ cái mẫu này nên nó cũng kiểu mà hơi lúng túng ha. Thì sau khi vẽ một lần này rồi thì nếu mà lần sau vẽ lại mẫu này thì mình vẽ chắc tầm khoảng 20 phút đó. Thì nói chung lần đầu khi nào cũng vậy ha, lần đầu thì khi nào nó cũng bỡ ngỡ đó, nhưng khi mà mình làm quen rồi thì mình sẽ làm nhanh hơn đó. Mình sẽ đồ màu xanh này cho nó đầy cả này trước ha. Đó. Thì nói chung anh em nào mà thích làm design thì nên tham khảo cái mẫu này ha. Đó, nó cũng rất là thú vị. Đó. Thì mình sẽ tiến hành vẽ cái line thứ hai thì nó theo cái line thứ nhất, nhưng điều có một điểm đặc biệt là cái khúc ở trên mình sẽ đồ cho nó dài ha. Mình đồ cho nó dài
Thì trước tiên mình sẽ vẽ một cái đường mỏng trước, xong sau đó cái chỗ nào mình cần dày thì mình sẽ đồ lại dày thôi, là không sao ha. Đó. Đó, nói chung là những cái kiểu này thì nó cũng rất là đơn giản ha. Anh em chỉ cần mà biết cách thức thì vẽ ai cũng vẽ được ha. Chỉ cần mà chịu khó bỏ thời gian ra đó. Thì anh em mà muốn cái đường màu xanh lá cây nó mỏng bớt thì mình có thể đồ cái đường màu xanh da trời này đè lên nó ha, thì tạo cho nó mỏng hơn đó, thì mình đánh giá được đó. Thì những cái mẫu này nó mới nhìn á, thì nó cũng hơi hoang mang đúng không, thì nhưng đều khi anh em mà biết cách thức vẽ như thế nào rồi thì cũng ok đó. Thì mình chỉ việc vẽ một cái nét ở trên trước, xong sau đó mình đồ tất cả các màu còn lại kế tiếp thôi đó, rất là đơn giản đó. Thì mình sẽ tiếp tục vẽ ha. Đó, thì cũng biết chia sẻ với anh em như thế nào, thì nói chung là vẽ thôi đó. Anh em chú ý cái cách mình cầm cái cò ha, đó, cầm sao cho nó thuần với cái tay của mình nha. Đó, thì anh em có thể cầm cái cách như mình đang cầm ha, giống mình đang cầm một cây viết đó. Đó, mình cầm một cây viết mình vẽ, và cái ngón nhấn của mình sẽ đi lên cái ngón tay của khách, mục đích là để cho mình có điểm tựa ha, và cái tay nó không có bị run, cái tay không có bị rung tay đó, thì mình sẽ vẽ những cái đường nét nó dễ dàng hơn đó. Thì anh em cố gắng ha, lựa những cái màu nào mà nó ấy một xíu, thì cô khách này đem cái hình tới thì mình cố gắng lựa ra được bảy cái màu giống trong hình thôi ha. Thì khách nó đem hình tới thì buộc mình phải tìm những cái màu mà có trong hình thì mình làm theo, chứ mình cũng không có được quyền tự ý chọn lựa màu ha, bất công sau này ra không có giống màu phiền phức đó. Thì mình chỉ việc vẽ tô những cái đường kế tiếp nó thôi đúng không, rất là đơn giản đó. Anh em chỉ cần đi cái tay ha, cái tay mình đi vào một điểm tựa, chứ anh em không thể nào mà hỏng cái tay lên trời mà vẽ được ha, rất là khó đúng không đó. Thì cái tay mình vẽ phải có một cái điểm tựa đi vào chỗ nào đó, đó. Anh em nhớ ha, muốn vẽ dễ dàng thì cứ nhớ cái cách thức cầm cò của mình đó, rất là đơn giản. Đó, mình phải đi đó, mình cái ngón nhấn của mình là mình sẽ đi vào cái tay khách để hai ngón kia có điểm tựa để mình đi những cái đường nét đó, rất là đơn giản. Và cái kết mình cầm cò là giống mình đang cầm cây viết đó. Và anh em nhớ ha, cây cò phải cầm cây cò nó cái đầu nó dài dài một xíu ha, để cho nó mình dễ vẽ đó, rất là nhẹ nhàng đúng không đó. Anh em chỉ cần biết cách thức cầm cây cò như thế nào và đi những đường nét như thế nào là sẽ vẽ được những cái mẫu này rất là nhẹ nhàng đó. Chủ yếu là cái nét đầu tiên mình sẽ vẽ mỏng ha, mình vẽ một cái đường mỏng trước, sau đó cái chỗ nào cần dài thì mình đồ thêm vào là nó sẽ dài ra đúng không đó, rất là nhẹ nhàng đó. Chỗ nào cần dài thì mình sẽ đồ thêm thôi thì nó sẽ ra ha. Và lưu ý ha, khi mà anh em vẽ những cái mẫu như thế này thì trước khi vẽ anh em phải sơn một lớp mat top coat nha, tại vì cái lớp mat top coat làm cho cái mặt mỏng rất là mịn, thì cái đường nét mình đi nó không có bị răng cưa nha, nó rất là nét đó, cái đường nét nó đi nó sẽ đẹp hơn nha. Đó, phải sơn một lớp mat top coat trước ha, chống cái nắng, lưu ý điều đó. Dễ mà. Thì vẽ những cái này thì nó yêu cầu là mình phải bỏ một ít thời gian ra ha, đã ngồi vẽ từng nét đã không thể nào mà làm nhanh được. Đắp bột thì còn nhanh được, chứ vẽ này thì chịu ha, vẽ này thì cứ tàn thôi ha, thách thám thôi chứ đâu có thể nào mà gấp được. Rồi bịt khắp cháu mà. Vẽ tùm lum màu ha, nhìn riết rỗi luôn đó, mình cứ đồ vậy thôi, không có gì gọi là phức tạp hết đúng không đó, rất là nhẹ nha, mình cứ đồ.
Còn cái ngọn giữa là nữa mình sẽ vẽ cái hình mặt cười ha, cái hình gì đó không biết nữa, bóng bóng bảy cánh, bảy màu khác nhau, ở giữa nó có một cái smile face ha. Thì nói chung kỳ vẽ này thì nó đòi hỏi mình phải bỏ một ít thời gian ra để mình ấy. Tất cả này thì mình sẽ vẽ cái smile face ha. Thì trước tiên mình sẽ vẽ một cái đường màu tròn trước đó. Thì cái mẫu này thì mỗi người có một cách vẽ khác nhau đúng không, thì mình cũng không có chuyên về vẽ nhiều nên mình cũng cố gắng ha. Miễn sao đã làm nghề này rồi thì cái gì cũng phải cố gắng học hỏi một ít để khách vào đưa hình thì mình còn làm được đó. Thì trước tiên mình sẽ vẽ một cái đường tròn trước nha, cái đường vẽ cố gắng ha, tạo một cái hình vuông tròn trước đó. Sau đó mình sẽ tiến hành vẽ những cái cánh hoa đó, bảy cánh ha, cố gắng nói chung là làm sao cũng được, miễn sao là phải vẽ ra được bảy cái cánh hoa đó. Nhớ chưa chỗ để vẽ đủ bảy cánh hoa nghe, vẽ sáu cánh là tật đó. Đó, cố gắng ha, cố gắng phải cánh sao mà cho nó đủ được bảy cánh hoa để mình vẽ lên bảy màu sắc khác nhau, bảy sắc cầu vồng vậy đó. Thì trước tiên mình sẽ vẽ một cái đường màu đen trước, sau đó mình sẽ đồ cái màu sau nha. Đó, thì nó dễ dàng hơn cho mình. Đó, mình chỉ cái việc là vẽ bảy cái cánh hoa. Được 5 cánh rồi, còn 2 cánh nữa. Đó. Đó, mình sẽ tiến hành đồ đó, cứ vẽ những cánh hoa trước đó. Thì anh chị em cũng thông cảm ha, đây là lần đầu tiên mình vẽ những cái mẫu như thế này nên nó cũng hơi lúng túng, nó không có được chuyên nghiệp cho lắm ha, nên có gì mà sai sót thì anh em bỏ qua dùng nha. Đó, sau đó mình sẽ cho hơ đèn đó. Sau khi mình hơ đèn xong á, thì mình sẽ tiến hành là đồ những cái chỗ đó ha. Đó, trước tiên mình sẽ đồ màu vàng cho cái mặt cười đó, smile face đó. Mình thì đồ cái này thì dễ đúng không, đó anh em cố gắng đồ cho nó tròn đều đó. Mình có thể ăn dán lên màu đen cũng được đó. Sau đó mình sẽ chui cây cò ha, mình chui cây cò và mình tiếp tục đồ những cái màu khác đó. Thì hồi nãy nếu mà mình biết là mình sẽ vẽ cái này trước đúng không, mình vẽ cái này trước, vẽ những cái cánh này trước, xong bắt đầu mình đi những cái màu đường lái kia là mình sẽ đồ lên ngọn này luôn thì nó nhanh hơn đó. Nhưng đều thôi kệ, lần đầu tiên nó cũng hơi bỡ ngỡ nên thôi sao cũng được, lỡ rồi. Mình sẽ đồ từng cái màu vào những cánh hoa. Nếu mà các bạn thấy cái đường màu đen nó nhiều quá thì các bạn có thể lấy những cái màu này mà các bạn đồ lên cái màu đen luôn để ăn gian ha. Đó, mình có thể đồ lên màu đen một xíu để mình có thể ăn gian được. Đó. Nói chung thì cũng đơn giản đúng không? Đó, các bạn chỉ việc đồ những cái màu vào những cái ô trống đó thôi. Nhưng đều nhớ nha, nếu mà màu đen nó nhiều quá thì mình có thể đồ ăn dán ha. Mình sẽ đồ những cái màu này nó đè lên màu đen luôn để cho cái cánh bóng nó đều hơn. Đó, thì mình có thể đồ ăn dán được, không có sao hết. Thì nó cần thêm một màu tím nhạt nữa, thì mình chỉ cần việc lấy màu tím đậm mình phá với một ít màu trắng đó, thì mình nó sẽ ra được cái màu tím nhạt để mình đô lên thôi đúng không, đó, không có gì mà phức tạp hết đó. Nếu nó cần màu nhạt hơn thì mình chỉ việc đô thêm màu trắng. Thì cái cánh bóng này nó hơi nhỏ nên mình sẽ đô nó ăn dán ra màu đen ha, đó, đô ăn dán ra màu đen một xíu.
Rồi sau đó mình sẽ tiến hành là dùng cái màu đen ha, mình đồ lại những cái đường ở ngoài cho nó nét và nó chuẩn hơn ha. Đó, mình sẽ đồ lại những cái outline lại đó, cho nó đều nhau hơn và nó ấy hơn nha. Đó, mình chỉ việc đồ lại thôi. Thì anh em nào mà vẽ chưa quen thì có thể luyện ha. Đó, những cái mẫu vẽ như thế này thì nói chung mùa hè tới thì khách nó làm cũng nhiều ha. Thì mình luyện ha. Thì nếu mà anh em nào không thích làm thì cũng có thể là từ chối khách đó, nói tao không biết làm đó, mày cho mẫu khác đi thì cũng được đúng không. Đó, thì mỗi người mỗi lựa chọn đó. Mình không nhất thiết là mình ép bản thân mình phải làm, nhưng đều nếu mà anh em làm nghề này rồi thì cái chi cũng phải biết một chút 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 ha, để nó dễ kiếm tiền hơn đó. Sau đó mình sẽ chấm hai con mắt đó, và vẽ một cái miệng cười, vậy là xong cái ngón này nhá. Đó, tạ ơn trời đó, xong rồi. Rồi, kể đến mình sẽ vẽ thêm một ít nữa ha, những cái chấm ngôi sao gì đó. Thì cái cách thức vẽ nó cũng đơn giản thôi, không có gì quá khó đó. Đó, anh em nhớ để ý ha. Mình sẽ chấm một cái bi trước, sau đó mình sẽ kéo ha, mình kéo một đường mỏng xuống ha. Đó, mình lơi lơi cái tay thôi nha. Anh em đừng có dùng đè cái cò quá nhiều, anh em chỉ lơi cái cò và phết thôi, để nó tạo ra những cái cạnh nhỏ đó, từ to tới nhỏ tự nhiên đó. Thì anh em có thể kéo như thế này ha, thì nó sẽ ra những cái ngôi sao nhỏ nhỏ rất là dễ thương đó. Thì anh em nhớ ha, mình chỉ cần chậm một viên bi trước và mình kéo ra và lơi lơi cây cò ha, đừng có đi cây cò quá. Mình chỉ việc chấm một cái bí, kéo nhẹ xuống, kéo nhẹ lên. Mình đừng có dùng lực ha, mình chỉ dùng cái đầu cò kéo nhẹ thôi là nó sẽ ra thôi, cũng không có quá gì khó khăn. Anh em mà đi cái cò quá là cái đường ở ngoài nó sẽ dày, nó không có cái đồ mỏng nhọn thì nó sẽ không có ra được cái hình ngôi sao đâu ha. Đó, nên nhớ lúc mà mình chấm bí vậy á thì mình sẽ kéo nhẹ thôi ha, mình chỉ dùng cái đầu cò. Đó, mình dùng đầu cò, mình không có dùng lực nhiều ha, mình kéo ra thôi. Đó, thì nó sẽ có một cái đường nhỏ ra rất là dễ thương đó. Còn anh em mà dùng sức nhiều, dùng lực nhiều nó sẽ cái đường nét nó sẽ không có nhọn ra được như vậy, thì nó sẽ không có ra được cái hình đó ha, lơi lơi cái cò thôi. Rồi thì nói chung thank you anh em đã xem video của mình hôm nay ha. Đó, thì cũng hoàn thành rồi, đây là finish của mình nha. Đó, rất là dễ thương. Đó, thì thank you mọi người đã xem video của mình hôm nay. Hẹn mọi người vào một video kế tiếp ha. Bye mọi người.